Cũng liên quan đến giao thông nhưng là một câu chuyện rất nhân văn. Bất kể thời gian nắng nóng hay mưa bão, mỗi ngày những người công nhân tuần đường của ngành đường sắt phải đi bộ hàng chục cây số theo từng mét đường ray để kiểm tra những chi tiết nhỏ, những sự cố có thể xảy ra trên cung đường được phân công theo dõi. Công việc của những người công nhân này tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại đầy nguy hiểm, vất vả và gian truân. Chúng tôi giới thiệu về nghề đặc biệt này nhân tháng công nhân năm 2019. Không kể ngày đêm, thời tiết nắng nóng hay mưa bão, ngày nào anh Trần Thanh Hà cũng đi 20 km dọc theo cung đường sắt trên đèo Hải Vân để kiểm tra từng con inox, từng đoạn ray, từng thanh tà vẹt. Trong suốt thời gian đi tuần đường, không những phải phát hiện và kịp thời sửa chữa những hư hỏng nhỏ, anh còn phải luôn chú ý đến sự cố đá rơi, đất sụt, có thể gây nguy hiểm cho bản thân. Mùa nắng thì đi vất vả, mùa mưa thì phải cắn chân đá rơi đất sụt, những điểm sung yếu. Có việc mà có những cái gì thì bảo với lãnh đạo, có những việc mà mình làm được thì mình tự làm. Để phát hiện những sự cố trên đường sắt, hàng ngày những người công nhân này phải đi lại nhiều lần trên cung đường được giao quản lý. Vất vả là vậy, nhưng họ vẫn luôn lạc quan yêu đời, bởi công việc của các anh là góp phần không nhỏ vào công tác đảm bảo an toàn chạy tàu. Không sung sướng chi, nó cũng cực nhọc, nhưng mà có mưa, nắng, bão bồng rồi, nhưng mà vẫn cứ tiếp bước để đi, để phục vụ không phải là cho riêng mình, mà phục vụ cho cả xã hội. Cái niềm vui lớn nhất của nghề tuần đường ấy là sau mỗi cái đảm bảo được những cái ban kíp cuối ngày mà đảm bảo được những cái tuyến tàu qua được đảm bảo an toàn, đưa đón được hành khách được đi nơi về đến chốn không xảy ra một cái sự cố tai nạn. Đèo Hải Vân được coi là cung đường nguy hiểm nhất trên tuyến đường sắt Bắc Nam khi thường xuyên có đất đá sạt lở. Nhờ sự phát hiện kịp thời của những người làm công việc tuần đường, những năm gần đây không có sự cố mất an toàn chạy tàu nào xảy ra tại đây. Một phần là trong cái việc bảo dưỡng về duy trì cái chất lượng cầu đường để đảm bảo thường xuyên chạy tàu, thì lực lượng này cũng đã thường xuyên phát hiện ra kịp thời những vấn đề mà cần thiết để rồi một tiến hành sửa chữa kịp thời, ví dụ như là đinh ốc hạ lỏng mất chẳng hạn, để rằng báo cáo và gọi để cho có cái, các đơn vị người ta có cái hướng giải pháp để mà thực hiện sửa chữa khắc phục. Lấy sự an toàn của hành khách trên những đoàn tàu làm tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ được giao, âm thầm lặng lẽ, do đóng góp của người làm công tác tuần đường không hề nhỏ đối với hoạt động vận tải của ngành đường sắt.